Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem kênh Thảo Sờn Vlog nha. Hôm nay chị Cả sẽ làm món cơm chiên trân châu. Món này cũng là món mà gia đình mình thích nhất luôn á. Đây là mình nấu cơm chiên châu nha. Mình mua là củ cà góp, đậu đũa, thịt, rồi với lạc xưởng và chả lụa và tôm. Mình mua mấy nguyên liệu giống vậy nè, rồi bắt đầu mình cắt hộp lụ hết, bắt đầu là mình chiên cơm. Như anh chị nào muốn có màu thì là mình bỏ dầu điều vô, còn không gì mình mấy củ cà gót thì tôm này nó cũng có màu, rồi mình bắt đầu mình chiên cơm lên nha. Mình chiên cơm sau đó thì mình nêm nếm là đường, bột ngọt, bột còn no. Thì mình chiên xong thì mình bỏ tiêu và hành lá. Thì mình chiên cơm là cho hộp cơm nó gáo cho nó ngon. Chứ mà mình chiên cơm á, mình nó chưa tới mà nó không có gáo, ăn cơm không có được ngon. Rồi khúc này gia đình mình đã chiên xong một thau cơm rồi nè mọi người, nhìn có hấp dẫn không cả nhà. Ba mẹ con mình phải ăn một thau cơm này là mới là đã luôn á, tại vì món ăn này rất là ngon luôn mà dễ làm nữa nha. Ta-da, và bây giờ cơm chiên đã hoàn thành rồi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ cùng nhau thưởng thức món cơm chiên này thôi nha. Chúc cho mọi người có một bữa ăn thật ngon miệng nè. Và cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ nha. Bye bye mọi người.